Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 vì sao Đảng không công khai kết quả nhân sự tại các hội nghị trung ương. Trả lời câu hỏi đơn giản như Đảng lãnh đạo toàn diện, công tác cán bộ là nội bộ. Tuy nhiên, sự bí hiểm như trò chơi quyền lực với những luật chơi phức tạp như các quy định về tiêu chuẩn hay bầu cử, ứng cử đang thu hút sự chú ý của dư luận trong quá trình Đảng chuẩn bị nhân sự cán bộ lãnh đạo cấp cao cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13. Kết quả nhân sự không những không được công khai mà còn thuộc danh mục tuyệt mật. Đây là hình ảnh báo trong nước gần đây đồng loạt đưa tin rằng phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Bài viết của tiến sĩ Phạm Quý Thọ lý giải về phần nhân sự lãnh đạo dưới góc nhìn thể chế viện đã sàng lọc sắp xếp nhân sự đảng trong bối cảnh chuyển giao quyền lực đang gặp hết sức khó khăn. Liên quan đến sự sống còn của đảng, vận mệnh của chế độ. Và để có thể chủ động kiểm soát tình hình, trước đại hội đảng chính thức thường có phiên chủ bị được tổ chức, trong đó quyết định ai sẽ giữ vị trí nào trong cấp ủy ở địa phương và cơ sở, và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành ở Trung ương. Trong những nhiệm kỳ gần đây, những hội nghị về cán bộ lãnh đạo chuẩn bị đến đại hội đảng ngày càng kéo dài và căng thẳng cho đến phút chót, đặc biệt trong chuyển giao thế hệ lãnh đạo và các chức danh tứ trụ như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc nước và Chủ tịch Quốc hội. Sau những bất ổn về thể chế chính trị trong hai nhiệm kỳ gần đây, công tác cán bộ đảng nói chung và việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 nói riêng được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng, người có thâm niên ở nhiều vị trí cao cấp của đảng, nắm giữ hai nhiệm kỳ ở cương vị Tổng Bí thư khóa 11 và khóa 12 và từng trải qua giai đoạn bất ổn đã phát biểu như sau. Công tác tổ chức cán bộ là điểm đột phá, là then chốt của nhiệm vụ then chốt, có liên quan đến sự sống còn của đảng, vận mệnh của chế độ. Như đã biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trong năm 2020 đã tiến hành 3 kỳ hội nghị về công tác cán bộ. Hội nghị 12 được tổ chức vào tháng 5 năm 2020 để thảo luận và cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 của đảng. Và Hội nghị Trung ương 13 đầu tháng 10 năm 2020 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Và Hội nghị Trung ương 14 vào tháng 12 năm 2020 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tuy nhiên, Hội nghị 14 đã kết thúc trước kế hoạch mà không phải là cuối cùng như dự kiến, mà theo thông báo sẽ có hội nghị lần thứ 15 trước thềm đại hội 13 cận kề, dự định tổ chức vào ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 để cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ những trường hợp đặc biệt tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 sẽ được trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị Việt Nam đều đã quá tuổi theo quy định. Ngoài ra, vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, hàng loạt báo mạng chính thống của nhà nước đã đưa tin về quyết định phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật, khiến cho dư luận đồn đoán về mức độ căng thẳng chuyển giao quyền lực hiện nay tại Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trò chơi quyền lực đã bắt đầu. Trong bối cảnh bất ổn thể chế, những yêu cầu về công khai kết quả nhân sự trở thành món hàng xa xỉ. Những lý lẽ mà mọi việc cần công khai để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát như Đảng vẫn cam kết và sự tham gia chính trị, quyền của người dân được quy định trong hiến pháp đã trở nên lạc lõng, được cho là không phù hợp, thậm chí bị chỉ trích có biểu hiện dân túy. Như trò chơi quyền lực, việc lựa chọn bố trí nhân sự cấp cao của Đảng ngày càng trở nên phức tạp, trong đó người chơi, nhất là người đứng đầu có vai trò quan trọng và có phẩm chất đặc biệt sử dụng mọi cách, kể cả thay đổi luật chơi để đạt được mục đích của mình. Hơn thế, nếu đích đến là vương quyền thì sự chuyển giao sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các phương án nhân sự cấp cao được Bộ Chính trị cân nhắc và dự kiến trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Quy định tại Điều 224 năm 2014 về bầu cử và ứng cử, loại bỏ tranh cử khiến cho việc bầu cử ở Đại hội Đảng toàn quốc trở nên hình thức. Việc bầu cử các chức danh nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các bộ trưởng tại Quốc hội được tiến hành theo cơ chế đảng cử dân bầu cũng chỉ là hợp pháp hóa các quy định nhân sự của đảng mà thôi. Bởi vậy, Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt
khi đáp án của trò chơi vương quyền sẽ được quyết định. Đây là hình ảnh các đại biểu và lãnh đạo đảng giơ tay biểu quyết trong hội nghị Trung ương 14 mới đây. Có thể nhận biết các tiêu chuẩn và loại cán bộ lãnh đạo nào sẽ là luật chơi chủ yếu của trò chơi quyền lực trong điều kiện tập trung quyền lực bằng cách tăng cường chỉnh đốn đảng, chống suy thoái và tham nhũng trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Trước hết, sự trung thành với đảng, phục tùng tuyệt đối chỉ thị cấp trên phải đặt lên hàng đầu, mà biểu hiện cụ thể là phải trực tiếp tham gia vào quá trình này. Bởi vậy, nhân sự đảng chuyên trách, đặc biệt trong các cơ quan nội chính, kiểm tra, kỷ luật, tổ chức đảng, tuyên giáo, dân vận và tất nhiên cả công an và quân đội là những thành phần đương nhiên và sẽ chiếm ưu thế trong danh sách Bộ Chính trị. Ngược lại, sự suy thoái của các nhà kỹ trị, lãnh đạo kinh tế vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với vương quyền. Họ sẽ không có nhiều thời gian để tạo ra nhóm lợi ích hay phe phái. Trong nhiệm kỳ khóa 12, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm và hàng năm đều tham dự các hội nghị chính phủ với các địa phương. Mới đây, tại hội nghị năm 2020, ông ta đã có bài phát biểu nhắn nhủ rằng các cán bộ có chức, có quyền đang nắm trong tay quyền và tiền, một tài sản khổng lồ của đất nước, lại đang sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều cám dỗ, rất dễ xảy ra tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, v.v. Và trong nhiệm kỳ lần thứ 12, đã có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số người đã bị xử lý hình sự. Đáng chú ý là trong số đó có đến 53 người là công tác ở các cơ quan chính quyền, 31 cán bộ thuộc lực lượng vũ trang. Mới gần đây nhất, hai ủy viên Bộ Chính trị và những nhà kỹ trị kinh tế, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã bị đưa vào kỷ luật cảnh cáo. Sau cùng, trường hợp đặc biệt sẽ là đích đến của trò chơi vương quyền, là bước lùi so với tiêu chuẩn chung nhưng sẽ là bất ngờ đối với nhiều dự đoán khi sự cân bằng của các đồng thuận theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo bị phá vỡ. Tóm lại, công tác nhân sự của Đảng gắn liền với bản chất của chế độ, trong đó quyền lực là mục đích tự thân. Chế độ Đảng toàn trị ra đời phải cách mạng và bạo lực, quyền lực là mục đích tự thân để tổ chức đời sống xã hội được theo kế hoạch duy nhất dựa vào chủ nghĩa tập thể và khát vọng đã biến nó thành tuyệt đối. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần đây thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ do đã từng bị đột quỵ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, mới đây vào hồi tháng 8 năm 2020, Thủ tướng cũng mới ban hành quyết định rằng thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao là tối mật. Và điều này đương nhiên rất có lợi cho Nguyễn Phú Trọng để giấu đi sự yếu đuối và sức khỏe của mình. Cải cách và mở cửa để chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường đã loại bỏ công cụ này nhưng vẫn duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để duy trì quyền lực độc tôn của Đảng. Đây chính là căn nguyên của bất ổn thể chế, có thể sẽ lặp lại mang tính chu kỳ. Mặc dù các nhà tư tưởng vĩ đại của thế kỷ thứ 19 như Lord Acton và Jacob đã từng chỉ ra quyền lực là cái ác tuyệt đối, nhưng quy tắc chính trị thực tế là các nhà lãnh đạo làm bất cứ điều gì để giữ quyền lực, lợi ích quốc gia chỉ là cái bình phong bên ngoài. Để đạt được mục tiêu, những người lãnh đạo phải tạo ra quyền lực và sự thành công tùy thuộc vào mức độ quyền lực mà họ giành được. Cũng gần đây, những thông tin đưa ra cho thấy lãnh đạo cần làm gương công khai tài sản để dân giám sát. Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức nhà nước ban đầu dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Nhưng theo ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho báo chí biết, vì tính chất phức tạp của nghị định nên chưa thể hoàn thành vào cuối năm 2020 mà sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và hoàn thành vào quý 1 năm 2021. Những quy định mới trong nghị định 130 sẽ cho phép xác minh ngẫu nhiên với bất cứ người nào và không vì lý do gì. Ông Đinh Văn Bình cũng giải thích nghị định này sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác phòng chống tham nhũng vì cho phép các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ một cách ngẫu nhiên. Bất cứ người nào cũng có thể bị xác minh và bất cứ người nào và không vì lý do gì được đưa ra. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp ảnh trước biệt phủ hai mặt tiền của Bí thư tỉnh Phú Yên. Ông Minh cho rằng đây là cảnh báo cho tất cả những người muốn che giấu tài sản bất minh. Ông Lê Minh Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại khi trả lời Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn hôm 5 tháng 1 cũng cho biết ý kiến của mình như sau. Nói vậy, có làm được cái gì đâu, có ai kê khai gì, lâu lâu có chỗ nổi cộm thì lại lôi ra,
rồi lập hồ sơ mở phiên tòa, rồi lại kết luận gây hậu quả nghiêm trọng do kém ý thức tổ chức vân vân. Chứ có giải quyết được gì đâu. Theo tôi, muốn giải quyết vấn đề này phải nghiêm minh từ bên trong, từ trên xuống, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. Chứ không phải muốn nói gì thì cứ nói đại một cái, đưa ra văn bản này, văn bản nọ. Nói thế thì ai nghe, ai làm, chẳng đi đến đâu, họ hết việc làm rồi. Theo ông Lê Văn Chiết, nếu kê khai tài sản mà tài sản bị tẩu tán hay che giấu, không khai sự thật, vi phạm quy định, nghị định về kê khai tài sản thì phải bị xem xét để xử lý. Như vậy mới công bằng cho xã hội, mới nghiêm minh trong việc kê khai tài sản và minh bạch trong việc sở hữu tài sản. Việc xác định cán bộ phải kê khai tài sản theo vụ trưởng vụ pháp chế Đinh Văn Minh sẽ được thực hiện theo hình thức bốc thăm, chứ không phải tất cả cán bộ sẽ lần lượt phải kê khai tài sản. Điều này khiến cho dư luận lo ngại nghị định này cũng sẽ đi vào vết theo xe đổ, hô hào kê khai tài sản cán bộ trước đây và cuối cùng không đem lại kết quả gì. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên nhóm lập quyền dân, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hôm 5 tháng 1 cũng nhận định như sau. Vấn đề kê khai tài sản cán bộ được đặt ra từ lâu nhưng làm một cách hời hợt, không nhất quán, kiểu như làm cho có chuyện. Đây là hình ảnh biệt phủ Yên Bái của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái Phạm Sĩ Quý, một thời làm xôn xao dư luận, nay đã chìm xuống. Thành ra dân không tin bởi vì kê khai tài sản bất minh tỷ lệ rất thấp, chỉ có 2 trường hợp kê khai không đúng, người ta cho rằng đấy là trò tào lao đánh lừa dân. Bởi vì bây giờ ai cũng thấy quan chức lãnh đạo từ huyện, từ xã đến tỉnh thì họ giàu kinh khủng. Nhưng cách kê khai của họ làm dân không tin vào chuyện này. Họ cho rằng việc này đã bày ra cho có vẻ là minh bạch, rõ ràng, nên người ta không tin lắm vào biện pháp này. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, đầu tiên trước hết phải kê khai tài sản của những người thuộc diện Bộ Chính trị. Những người này phải làm gương, công khai rõ ràng thì người dân mới tin được, ông nói tiếp. Thứ hai nữa là trong kê khai tài sản thì dấu hiệu bất minh rất rõ. Một chủ tịch huyện mà có thể làm một tòa lâu đài nguy nga thì phải biết là tiền ở đâu ra, bố mẹ anh ta có mỏ vàng để lại, hay anh ta có tài sản gì để có thu nhập như thế, thì cần phải làm rõ. Những việc kiểm tra tài sản lâu nay theo tôi là làm không tốt, làm một cách rất là chớt chát, như vị ở Yên Bái chẳng hạn. Tôi nghĩ phải làm một cách nào đó để dân có thể giám sát. Nếu dân chỉ ra tài sản bất minh thì phải điều tra nghiên cứu đến nơi đến chốn, nguồn gốc của tài sản ở đâu mà có. Đây là một vấn đề lớn hiện nay, liệu chính quyền có dám để cho dân giám sát hay không? Mà với cung cách thể chế chính trị như hiện nay thì không có giám sát, vì phủ bên phủ, huyện bên huyện, và như thế nó chứng tỏ một sự yếu kém năng lực quản trị đất nước hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13, vì sao Đảng không công khai kết quả nhân sự tại các hội nghị trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.